Điều hạnh phúc nhất đối với cha mẹ là chọn được cho con môi trường học chất lượng và phù hợp nhất. Chắc chắn rằng mỗi bậc cha mẹ sẽ không quên được khoảnh khắc lần đầu tiên đưa con đến trường, đánh dấu cho một giai đoạn phát triển nền tảng với những trải nghiệm, bài học bổ ích và ý nghĩa. Ngày đầu đến lớp, các bé sẽ không thể nào tránh khỏi sự bỡ ngỡ và bối rối với môi trường mới. Vì thế, sự hướng dẫn, chăm sóc tận tình của các cô sẽ giúp các bé nhanh chóng làm quen và hòa nhập với lớp học. Với chương trình đào tạo bản quyền Music ABC Music and Me và sự hướng dẫn nhiệt tình, đầy thú vị của cô, các bé sẽ bắt đầu biết cảm thụ âm nhạc qua những bài học cơ bản về nhịp phách, cao độ, nhạc lý, đồng thời thúc đẩy sự tập trung, tư duy logic, sáng tạo và nuôi dưỡng cảm xúc của bé ngay từ nhỏ. Nhằm phát huy khả năng tự lập, sáng tạo cho bé, mỗi ngày bé được thực hành phương pháp Montessori 30 phút với những giáo cụ đặc biệt được trải đều trong 5 lĩnh vực dưới sự hướng dẫn của giáo viên đã được đào tạo. Kỹ năng sống, các giác quan, ngôn ngữ, toán học, văn hóa. Chương trình tiếng Anh tăng cường dạy theo giáo trình Happy Heart bao gồm những chủ đề phù hợp với từng lứa tuổi và đa dạng các hoạt động giúp bé hứng thú, say mê với ngôn ngữ thứ hai. Với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên Việt và giáo viên bản ngữ phụ trách lớp luôn luôn sáng tạo, đổi mới bài giảng, tích hợp các bài học, giúp bé học ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Ngoài ra, các giáo viên còn chú trọng vận dụng ngôn ngữ thứ hai vào các tình huống khác nhau, hoặc trong một số lĩnh vực khác như khoa học, toán học. Ở trường, các cô luôn tạo điều kiện cho các bé được phát triển một cách tự nhiên nhất. Ngoài giờ học trên lớp, các bé sẽ được vui chơi, khám phá cùng với bạn bè trong khuôn viên trường. Học mà chơi, chơi mà học. Có thể nói, những hoạt động vui chơi tưởng chừng như đơn giản như thế này, các bé cũng sẽ học được nhiều bài học ý nghĩa như việc chia sẻ, giúp đỡ bạn. Được nhìn các bé thoải mái, tươi vui, sảng khoái cùng bạn bè cũng là những giây phút đặc biệt đối với cô. Hệ thống phòng học được bố trí đầy đủ ánh sáng, kích thước bàn ghế phù hợp với từng độ tuổi để tránh các chứng bệnh về cột sống và tật khúc xạ mắt. Bên cạnh đó, WorkKids còn lắp đặt hệ thống camera nội bộ ở những khu vực quan trọng trong trường, như cổng trường, sân trường, bếp ăn, phòng ăn, các khu vực hành lang và nhà vệ sinh để giúp ban giám hiệu nhà trường có thể quan sát, đảm bảo an toàn cho các bé ở mức độ cao nhất. Và phụ huynh có thể theo dõi con em của mình ở bất kỳ nơi đâu thông qua camera online. Trường mầm non quốc tế WorkKids tự hào là trường mầm non đạt chuẩn xanh đầu tiên tại Việt Nam, Small Building Lotus, với sự tính toán kỹ lưỡng, phù hợp từ không khí, độ ẩm, màu sắc, không gian xanh của công trình. Đây chắc chắn là một môi trường an toàn, lành mạnh, cần thiết cho sự phát triển toàn diện về thể chất của bé, đồng thời giúp bé có được tinh thần sảng khoái, vui vẻ khi học tập tại đây. Hơn 4 năm đồng hành cùng với nhau, trải qua nhiều sự thay đổi trong quá trình phát triển của bé, giờ đây các bé phải bước sang một trang mới với những bài học, thử thách thú vị và mới mẻ hơn. Những thành quả mà cô trò đã cùng gặt hái những năm vừa qua cho thấy rằng các bé đã có được một hành trang chuẩn bị vững chắc để tự tin bước vào một thế giới rộng lớn hơn.